Mẫu đèn này có tên gọi là DJ Royal Tinger 2-in-1 New. Đây là một mẫu đèn kết hợp giữa đèn laser và đèn LED quét ti 7 màu. Nó phù hợp cho những không gian sôi động như phòng karaoke, phòng nghe nhạc hoặc là phòng bay, quán bar, buổi trưa có diện tích từ 15 cho đến 50 mét vuông. Đèn này được thiết kế rất là nhỏ gọn, nó có chế độ cảm ứng theo nhạc và chạy auto tự động. Đây là một mẫu đèn phù hợp cho các sân bay mua có thể để vui chơi tại nhà hoặc là mua để cho thuê. Mình đang quay về giới thiệu đèn thực tế từ studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bo L1 R16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.